Bi có thật sự là cơ hội thoát nghèo cho tất cả mọi người? Bi có thật sự giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn? Bi có thật sự là cơ hội không? Hay chỉ là viễn vọng ảo tưởng? Xem hết video này, bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lock của Hải, kênh tin tức cộng đồng Bi Network Việt Nam. Bi đang bước vào giai đoạn nước rút để trong năm nay thôi, Bi sẽ chính thức có giá trị. Có nhiều người đã gắn bó với Bi từ những ngày đầu đến bây giờ, mặc dù chưa thu lại bất kỳ lợi nhuận nào. Có nhiều người đã không đủ sự kiên nhẫn và đã rời bỏ Bi, và cũng có rất nhiều người mới tìm đến Bi. Bởi vì Bi là khai thác miễn phí và bất cứ ai cũng có thể sở hữu được Bi. Nhưng trong số những người đang khai thác Bi thì chỉ có một số bộ phận nhỏ mới có đủ tầm nhìn xa và họ biết được giá trị của Bi trong tương lai. Bi không phải là ăn sỏi, Bi không phải là giàu tức thời bi không phải là giúp chúng ta đổi đời trong một ngày một tháng hay một năm gì cả bi sẽ giúp cho chúng ta thoát nghèo bi sẽ giúp cho chúng ta đổi đời nhưng đó sẽ là một câu chuyện của tương lai xa chứ không phải ở hiện tại bạn phải hiểu rằng bất cứ một dự án tiền điện tử nào cũng có thể thành công hoặc cũng có thể thất bại đó là một chuyện hết sức bình thường trên thế giới có cả trăm cả nghìn đồng coi khác nhau nhưng các bạn nhìn xem có bao nhiêu đồng coi tồn tại và phát triển chỉ có những đồng coi nằm trong top mới có cơ hội phát triển và tăng giá còn những đồng coi rác sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được trừ khi những đồng coi này có một ứng dụng đặc biệt trong cuộc sống mỗi đồng coi nó đều có công dụng tiện ích cũng như là hệ sinh thái riêng đồng coi nào có nhiều ứng dụng có nhiều tiện ích trong cuộc sống trong nền kinh tế phục vụ cho con người tốt hơn được nhiều người sử dụng hơn thì đồng coi đó sẽ phát triển như là diều gặp gió và tăng trưởng không ngừng Quan trọng nhất vẫn là đồng cô đó được sinh ra để làm gì và nó giúp được gì cho con người chúng ta. Nếu nó được sinh ra chỉ để ngắm, để nhìn, hoặc sinh ra chỉ để đưa lên các sàn giao dịch mua và bán, thì trước sau gì, những đồng cô đó cũng sẽ bị đào thải và biến mất vì thế giới tiền mã hố rất là khắc nghiệt. Vậy bi có thực sự là cơ hội giúp chúng ta thoát nghèo, giúp chúng ta đổi đời hay không? Câu trả lời là có thể và cũng có thể là không. Bởi vì không một ai biết trước được tương lai cả, nếu biết trước được tương lai thì tất cả mọi người trên thế giới này sẽ là những con người giàu có hết rồi. Nếu bi có nhiều công dụng, nhiều ứng dụng trong cuộc sống, trong nền kinh tế và giúp ích được cho con người. Và có nhiều người sử dụng bi thì bi sẽ có giá trị rất là cao. Nhưng ngược lại bi được sinh ra không làm gì được cả, sinh ra chỉ để đó thì tất nhiên bi sẽ không bao giờ có giá trị được. Nhưng với những gì mà bi có tiêm định hướng cho bi network, và những gì mà bi Network đã và đang làm, đang phát triển B, và bi phát triển rất nhanh và theo hướng rất tích cực thì một tương lai rất sáng đang chờ đón những người đang tích cực theo đuổi bi cuộc sống này không gì là không thể cả chuyện gì cũng có thể xảy ra và nhìn vào thực tế thì bi sẽ thành công là trên 90 phần trăm nhưng thành công như thế nào là tùy thuộc vào kỳ vọng của mỗi người có người chỉ cần bi có giá là một đô trên một bi đối với họ cũng là thành công rồi nhưng có những người muốn bi có giá cả trăm cả nghìn đô với họ như thế mới là thành công và bi sẽ là cơ hội thoát nghèo rất rõ ràng nhưng đó là một câu chuyện ở tương lai còn tương lai gần hay là tương lai xa thì hãy để thời gian trả lời vì đến bico tim còn không thể nào biết được dự án của mình có thành công hay không thì chúng ta làm sao có thể biết được tóm lại bi là miễn phí nếu ai tin tưởng vào bico tim tin tưởng vào b network và nhìn thấy được những ưu điểm những tầm nhìn của bi trong tương lai thì nên đặt niềm tin vào bi các bạn cứ việc tiếp tục kích t xét hàng ngày đúng giờ còn những ai nó bi chỉ là một trò lừa đảo chỉ con là nước mưa và phong chim Và những ai muốn giàu có ngay tức khắc với bi thì đó là một điều không thể Và bạn cứ việc dần khai thác bi lại Đây là việc lựa chọn của mỗi người không ai có quyền can thiệp vào quyền này cả Và tất nhiên bạn sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của chính mình Video của mình đến đây là kết thúc Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về Bay Network. Xin chào và hẹn gặp lại.